hai cái tiêu chí quan trọng mà bạn cần phải xem xét trước khi quyết định đầu tư bất động sản, đó là yếu tố lãi vốn và dòng tiền. Ví dụ, bạn mua một cái bất động sản xong, xây nhà lên, có người thuê ngay, thì nơi đó được gọi là có dòng tiền. Hoặc là bạn mua một cái bất động sản gần trung tâm, trường học, bệnh viện hoặc là khu công nghiệp, bạn kinh doanh buôn bán ra tiền ngay thì nơi đó cũng được gọi là có dòng tiền. Còn nếu mà bạn mua một cái bất động sản xong, xây nhà lên cho thuê mà chẳng có cái ma nào thuê thì nơi đó không có dòng tiền. Yếu tố lãi vốn được hiểu đơn giản, đó là tiềm năng tăng giá của bất động sản. Ví dụ, có cái bất động sản bạn mua 1 tỷ, 3 năm sau lên được 3 tỷ. Hoặc có những cái bất động sản bạn mua 3 triệu đến 10 triệu đồng trên 1 mét vuông, sau 3 đến 10 năm thì nó lên là 20 triệu đến 50 triệu đồng trên 1 mét vuông. Ở những cái nơi đã phát triển rồi thì giá bất động sản gần như là ổn định. Còn những cái nơi mà đang phát triển thì giá bất động sản sẽ tiếp tục được hưởng lợi của cái yếu tố lãi vốn. Quan trọng là bạn chọn mua ở đâu. Nếu mà bạn chọn mua sai thì cái đồng tiền của bạn sẽ không có sinh sôi nảy nở. Nhiều cái bất động sản ở nội thành thì cái yếu tố lãi vốn không còn cao, và ngược lại, những cái bất động sản ở xa trung tâm lại không có cái yếu tố dòng tiền. Vậy trước khi đầu tư bất động sản, bạn cần phải đặt ra câu hỏi là cái bất động sản này có yếu tố dòng tiền hay không, và cái bất động sản này có yếu tố lãi vốn cao hay là thấp.